Nào bây giờ cũng 11 giờ hơn rồi, không còn gì để chơi rồi. Nó bảo là đánh không lại đây bờ một không. Cái liên minh bị công an bé, chỉ có cờ bạc đấy, không bị sao nó sao mà biết luôn. Sơn Đông Ben 69 mã lực đam ghê vậy. Khóc trong rừng rồi kìa. Rừng nó khóc trong rừng rồi kìa. Thái Văn Cường, mẹo đi top đầu game để không bị đi là gì vậy bạn? Nâng cao trình độ là không bị đầy nó. Còn mẹ nó hụt hết ý luôn rồi. Nhất cái đầu rồi đó. Thực tính hơi nhiều nha. Vego có mẹ boss rồi đúng không? Doubt is the greatest enemy. Rồi đợi nhanh hay đợi chậm nữa. Chắc em này đợi nhanh. Bắt nhà có đi ra đây. Cái năng cao mèo có đi ra đây mà có rừng nó đây ấy. Có rừng nó đây chứ không có đi ra có nhịp đây. Hai, chết anh đi gâu gâu. Không được. Chết luôn à. Ali biết mẹ không chơi bro. Ủa cái cá sấu nó farm được mid down rồi kìa. Nó farm không nó ngang đồ luôn mà. Bày đánh gì nó. Chi well play. Chi well play à cài đặt. Khắc điệp, em hỏi lanh gì à ấy? Ôi trời ơi. Ôi cá sấu đúc. Má siêu. Ui giờ nó vào tiếp thì cũng đói luôn á. Let your pride blind you. Sa ba mày quá cá sấu nó tóc bí lọ không là cúc bà rồi tay à. Nice rồi. Đòn rồi. Phạm Tiến Việt, nó có nguyệt đao rồi hơi khó. Tí mày lên đồ giáp luôn là bố luôn. Shut down. Your turret has been destroyed. Hồ Tấn Trung, ngon ngon hai bùa. Ai
sư, nó không xài lốc ta. Con vợ này sợ đấy. Cao nó bút từ đầu luôn. HDD 2912 gặp cá sấu N. Phạm Tiến Việt, ngon rồi. Chào máu còn nhiều mày luôn nè cô. Muốn đấm hay không thôi đấy chứ. Vậy. Ai bay ngon cứ bơi vào anh. Ngon cứ bơi vào mà anh. Bơi vào sạch luôn á. Bơi vào sạch luôn anh. Bác má nó ôm hai cái mấy vàng nữa về và cái kết rồi trăm máu này à. Nó nét khoảng 8% máu thì cũng bình thường, nó 10% máu là tương đương với mấy ông đấm 10 cái là 100% máu này. Nhưng mà không có trừ cái trường hợp mà càng ít máu đánh càng ít đam rồi. Mà tính theo lý lẽ bình thường là mọi người còn đánh thường là chết một thằng. HDD 2912 cá sấu nó mà khôn tí nữa thì em kiếm đi khui. Hi xin chào MN. Hi xin chào mọi người. Nguyễn Văn Hân, vét hết luôn. Vét xong gáy nó mới ghê chứ. Lại căn rồi. Lại phải win, xăm thì lại. Đức Nguyễn, bố ngay cây cây. Tiêu Long Nguyên, ông này cao xếp à. Này là cao xếp hay con xếp cái gì? Bọn ego. Không biết nhậu, đánh mãi vẫn lại cao thủ 633 điểm nhì. À, phải là từ sắp đào, đóng quẹn. Tham trụ. Nữa, mọi 660 mà 700 hàng luôn. Thật. Giòn rồi. Mình nó biết tham mà tem nó xuống rồi chạy, nếu mà chạy chạy thẳng về chứ chạy vào rừng rồi. Có rồng có nghĩa là gáy rồi. Cường Trần Đức, láo với cậu thầy thì em mở đi. Ngon.
Mềm biết mềm cùng. Kéo này lắm. Trời ơi, kéo không có tường luôn kìa. Lắm. Bởi biết tại sao ta, chậm chạp kiểu gì vậy? Má chậm thế. What the fuck that? Kéo đi méo qua tường. Tắt một quần luôn. Đục bàn thẳng đi. Về đi, về đi, tao đã biết tường không này. Clean sau. Quá trần vô danh từ 106 xuống còn 85. Giờ là nó hồi giờ. Mà rồi chắc giờ hồi nhanh rồi đấy, 77 giây. Nhanh. Tập cấp 16 là nó hồi có 80 giây, 100 giây luôn. Mạnh phết đấy chứ đâu yếu đâu. Đánh cá sấu 2 đồ mà tôi băm như chuối luôn. Support 20, 21 luôn rồi chứ. Nó ra nó chết, nó kéo gì méo qua tường luôn, ảo thật. Kéo ác thật. Có tưởng nó trôn không? Đừng đi, đừng ăn chủ nha, Alida. Thái Văn Cường do không có skin. Giàu rồi. Không có skin kéo méo quá tường. Chọn đấy, chắc vậy. Không thể đắp cái đùa đâu. Nhìn lọ như vậy đấy. Làm cái phiên băng tiếp hả? Thái Văn Cường, nghèo nên hay xui. What the fuck? Lại đấm nhau rồi. Mày vô ghét một nhà. Cậu lát mất rồi. Kim, nay view mới à anh? Nhịp độ là view vậy à anh? Đâu nhịp độ anh mới kiếm ăn để bù đấy. Thấy ok thế. Thấy vừa nhiều đam vừa trâu đó. Trâu cũng quay luôn. HDD 2912. Team kia nó đánh như trâu thế. Ấy mà tem mình bằng mạng tem nó mới ảo chứ. Có hơn mạng đâu không? Ngang mạng. Làm cái chuông luôn. Ô máu. Làm cái chuông luôn, sợ gì vậy? Ra mai nhịp độ thì mấy ông không cần lên bóng 4 đâu, tại dư tốc đánh đó. Mấy ông giờ mấy ông kích cái nhịp độ lên nè. 2 chấm cho bật rờ với lại cắt cùng đao lên đó. Đấm, đấm. Ta này tôi bất tử đó. Ta này là do chăng kiểu gì cũng chết được. Là do chăng kiểu gì. Nguyễn Hèn, chuông không tự giải cho mình được đâu. Đâu, tôi giảm chuông, chuông chuông giáp kìa, chuông giáp kép kìa. Chứ phải chuông ấy đâu. Làm gì em ơi. Ủa đi. Ủa.
Lại bắt ba giòn rồi. Lô kèo kém không ấy. Vô danh từ 16 xuống 8.5 mà. Giòn. Thái Văn Cường, khí tăng mà cọ quay thôi ông nhỉ. Tỷ tăng, tỷ dữ chưa? Má lên hạ tiên băng rồi, tỷ tăng đó. HBS rồi đấy, xong game. Easy game, tèo nó 3 phép kìa nó. Tèo nó 3 phép thế này nè, mình lên cái đao tím mới lại mình lên cái chuông. Nguyễn Hà Lân 986, chém hết nhưng không có mạng. Không có đam. Chém từng thằng nó bay cho nó đánh mình mất một đống máu. Bọn nó sao nào chết. Chém ba được nhiều. Nhiều đam mà, đủ đọc bình luận. Dạo này vẫn gặp mấy anh JC lên e không quỷ đó. Hoang thai mãi là fan tiếng. Hoang thai lẹ ra. Đâu mà. Ui ơi. Ngọc Yên, ED top thì ngại kèo nào B. Về lòi con mắt luôn à, không ăn nó mẹ chứ đói luôn rồi đó. Bầu trời hôm nay mà có đặc sản của kênh nữa thì hết bài. Đang trong trận mà máy này vào và máy kia có bị phát ra không á? Như có đó. Gives motivation without purpose. Có đấy. Hai Hon Bip đang trong trận máy này mà vào bằng máy kia thì có kết nối lại không ạ? Bầu trời, ngày nào anh Tiến cũng chào bầu trời luôn mà mặt cười chảy nước. Cho đàng hoàng. Hạ Trần, ngọt. Is the greatest enemy. Tóc rồi đó, mất tóc rồi đó, tóc mà. Đánh nè. Bầu trời, em chỉ kết coi đặc sản của kênh anh Tiến thôi mặt cười chảy nước. Cùng lên luôn rồi ông giáo ơi.
xong rồi. Nam Lam rồi. In me, Wu Zhu lives on. Duy Bùi, hôm qua ngủ quên anh trả kèo Y Thiên Kiến phun chí mạng chưa? Chưa rồi. An enemy has been slain. Tóc rồi đó, nhiều con lính để lại ra xô lướt vào không biết ăn được không. Đấy, cứ mà đại ca của tôi. Nice, thằng Vego thì cũng lên là đi đấy. Nice. Nãy bị cái gần nhát, nãy giờ bị gần nữa sao? Cái bị gần nó không, nó hay rồi đấy. Tưởng nó chủ động một mình nữa thôi, con mẹ nó lòng vòng lại ra nó rồi. Ngóc Giang, kèm top rồi. Cụ cho nó. Cái chết đấy. Nice. Được luôn ấy rồi. Mr. P, cay, mặt cười chảy nước. Vương Ngọc Tuấn, voi một chem mà pha mơ như lanh đồng. Thằng là cái mẹ gì? Tam mà có lên được răn không? Răn đồng nó không biết Tam á, ngu rồi. Sủa cái gì? Vin Vin Trần, Bết Z chào. Tham này cũng nghe không đánh sách cái là nghe hơn nó đâu. Chuyện cái này cái này cũng như vui ăn đi chơi. Let us begin. Bin Bin Trần, Thoi. Toàn, vất xe. Bầu trời, mất xe top bạn phải chết mặt cười chảy nước. Team anh tiến phế trục mạng bật đội tại gánh team mặt cười lộn ruột.
is the greatest enemy. Con nào bắn nó vậy? 8 x xịn, móc diệt thủy y. Cảm ơn Tín Doanh nhá, chào Tín Doanh nhá. Yêu Tín Doanh. Ok, ok. Ôi trời ơi. Mất tóc. An enemy has been slain. Is an eternal student. Hết em rồi đang. Trời ơi. Hai môn xe chát chụp liền lâu lâu phải chạy trâu đúng không? Hà công khi lâu lâu phải chạy trâu chứ phè đó vậy xí ngu thật đấy chứ mẹ đó. Nếu nó đánh vậy mà nó đánh con đứa mẹ xe nó biến nhận búa thành nhận súng là thấy chết rồi. Nhắc, quay lại ăn skin gì tam đam nhiều nhất Vân Anh gì skin tăng đam nhiều nhất đó. Chào trường con nhá run Hoàng Linh vào TikTok lúc nào cũng chờ đợi tiếng like để xem đánh y. Ôi dạ. Hải Green, một ngày like thu nhập ổn không tiến ơi. Lai là nhiều cái đồ nhập máy nào mà ổn không? Cái này thu nhập thấp lắm, mình lấy mà chắc phải điều chỉnh giờ lai thu nhập mới có lại tí không? Dạo này tôi lai tôi giờ âm phủ à, mấy ông coi không biết đấy, tôi lai có đúng giờ chắc gì đâu. Tham luôn blue và bút bây giờ này chạy được nè chọn cái đường chạy bởi vì xe cay lắm rồi đó lên nó tìm bực mình bất lu vì xe nó cay lắm rồi đó. Đáp quy hoác bút, brand khôn vi mật cười lộn ruột. Mà bây giờ nó có cho tính tiền cùng đeo này phải không? Nó cho tính tiền quần áo nè. Em giờ cập nhật về cái hàng này. Giờ mới không cần tính tiền nữa, nó hiện này.
Yao đi. Yasu đi thì ai đánh bây giờ đây? Sắp ra trước hả? Sắp ra trước hả? 90% là chỗ của mình. À. Dầu to. Dây gà con hả? Phải không? Lô bạn đã xem nhé, buổi tối vẻ không ơi. Ông nào mới vào chưa có like cho xin một lượt like với nha mọi người. Bị phải lót tới chơi bro. Cung chạm vạn nha. Dạo này cũng cung ra nhưng mà lên đồ nó khác khác tí. Khác một chút là lên cung. Killing spree. I will show you the path. Nãy giờ sư này cộng một trên địch. Dạy cách làm người, tốc pha đó hơi phí. Không phí không? Endgame này còn phí à? Endgame này còn phí à? Không tóc thì không được cái nịt gì hết. Tóc thì được mạng đúng không? Không tóc thì được đúng cái nịt luôn.